ở đây 15 con. 15 con 100k. Có hai chị đây ăn gì ấy? Hai chị sao đi với sao lắm. Có hành không? Có miếng hành. 20k. 20k. Không bà đâu, bà nói bằng miệng bự. Ê đòn phải dâm heo á thôi. Tin tôi tiện nó cũng có cái tin cái đâu. Tươi đứng tại chỗ luôn hả? Dạ. Này bán theo ký hay sao? Không, bán hộp, một hộp nó 160. Hộp 160. Được mấy chục con? Đó nó như đây nè. Hello các bạn. Bây giờ mình đi qua tham quan công viên Đồi Dương nha. Yeah yeah. Công viên Đồi Dương thăm Phan Thiết. Ở đây các bé bán tự động mini VN. Đây biển Đồi Dương. Gió dữ vậy, gió dữ đấy. Bây giờ này không có gió. Đây là biển công viên Đồi Dương Phan Thiết Bình Thủy. Trời gió lắm nha các bạn, gió ù luôn á. Buổi chiều gió rất là lớn. Ra đây tắm biển nha. Vòng vòng. Trời sóng lớn nha. À, đi qua đây nè, gần gần đây nè. Coi cho nào sóng nè. Đó, mọi người ta ra đây ăn uống luôn. Xuống biển nha. Cho con gặp cá. Thì tao mua gì tao ăn nè. Ở trường tao bán nè. Trời ơi, sống sống quá lớn luôn. Chú ý có thể xảy ra tai nạn khi tắm. Bánh bánh nậm. 50 thôi. Hả? Ở đây nè. Đi qua đây chạy chạy đây đi. Ở đây tắm được không các bạn? Khó tắm quá. Đứng gần gần đây nè. Ở đây, từ xuống đây. Gió quá. À, cứ đây vòng luôn. Nhưng mà đây nè, cát tao vẫn đứng đó đó. Không còn bãi cát nữa. À, đúng rồi, đúng rồi.
ngày mai nước nó rớt rút đúng không? Có sáng là 2 giờ sáng là sáng. Sáng ra thì có phải tắm kịp đó. Còn giờ nó là nước lớn thì nó chưa tắm không được đâu. Khó lắm, buổi sáng là nó có rút xuống. Dạ dạ. Có bạn cán luôn. Dạ có ăn nó rồi tắm mình tắm. Sáng sớm là mình tắm được à? Dạ. Nói chung là buổi sáng khoảng tầm buổi sáng trở lại là cũng 11 2 giờ trở lại. Buổi chiều rồi, cái chiều thấy gió là nước lớn gió lên. Rồi thôi đi dạo đó chứ. Cảm ơn. Rồi giờ chiều đi dạo cũng được. Rồi giờ sáng mai mình tắm sớm. Đến đây đến trưa là được ok á. Bây giờ lại lên quá. 5 giờ chuẩn bị là 6 giờ đi ra. Nhắm 5 giờ dậy giỏi hơn. Bánh bột lọc này nhân gì? Còn nhân này à, giống như ai giờ có này có hành có hành không? Có miếng hành 20k rồi. Em bây giờ luôn phải không? Dạ, ăn giờ luôn hay chưa hết 3k 20k là ăn được hả các bạn ha? Cái nhỏ vậy ăn được rồi. Nhiều ăn hết dạ. Cái nước này nước giống như là có đường vậy ha. Nó kẹo, nó kẹo ha. Ừ, cái đường mắm không à, đây cái này. Kẹo. Gì đi ăn. Ê, cầm giùm đi, cầm giùm. Ta đi du lịch nhiều ha. Ăn thử đi thôi. Tôi không đến cho cát đi. Ăn thôi. Ta biết. Đi đây. Hồi sáng mai ra cho con cho cát đi. Đây, cho con chân cho cát đi. Có tấm trải chạy ra đây cho nó ngồi chơi cát. Lúc nó đem một cái tấm trải luôn. Đấy là đem cái tấm trải mà chị cái hiệp phơi đó đang ngồi. Đây ngon chưa bà? Ngon chưa bà? Thử ăn thôi. Ê, ngồi xíu như là ngồi đi chơi. Buổi chiều sóng lớn quá không tắm được, mình quyết định ngồi chân cát. Alo cho hai ra đi. Thấy cái khăn này đẩy rồi ngồi. Ngồi chỗ nào? Chỗ nào cũng được hả? Đến nhà hết rồi con ơi. Đồ dư mà nó rớt xuống vậy thôi chứ nó ngồi sao. Rồi đẩy đi. Rồi mình quyết định mình ngồi đây nha các bạn. Cả nó ngồi trên cái ngồi trên ghế được, ngồi ghế được. Đưa ba mẹ. Ngon quá trời gian. Cái này không có đẹp, cái này bể rồi, mấy cái bị bể lắm, mấy cái mới hết trơn. Giận nhẽo nó mắm lắm nha. Ui, khổ sở ghê không?
Ngon ha. Mắm nó ngọt ngọt thôi. Có thôi phao bơi. Bán theo ký hay sao? Không, bán hộp, một hộp nó 160. À, hộp 160. Được mấy chục con? Đó nó như đây. 160. Còn cái kia là một hộp sò lông. Sò lông á. Con này hơi nhỏ nhỉ. Này là 160 này, 160 hộp khoảng mười mấy con. 90 con. Sò lông. Sò lông nướng. Còn ốc này ốc gì vậy cô? Ốc gì á? Sò lông. Hàng tại chỗ luôn. Chúng ta ăn tối ăn được không? Sơ bộ thôi.
sữa bò. Sữa bò. Cái mực đó là sao đó? Sao này thôi, sao anh sử dụng sao đẹp không chị? Chị ơi, cái này sao đẹp không? Hai phần này qua với lại bán bao nhiêu hộp? Nhiều hộp sao đẹp? Nhiều hộp hai chục con, Sài Gòn tươi ra núi vậy. Sao đẹp mới tươi không? Dạ chú ăn sao đẹp này 15 con nè, đi đá sao đẹp này 15 con rất lạnh rồi. Có sao đẹp ăn cái này nha. Ăn thử hai đĩa này, hai đĩa này. Mình làm ba dĩa đầy đủ rồi chứ đúng không? Không sao đầy đủ. Sao đẹp nước mỡ hành này? Cái nào 15 con nào 20? Đây đây đây. Cái nào là 15? Dạ đây đây này. 100.000 hả? Đây. 15 con 100.000. Tươi không? Ướp lạnh luôn, 15 con. Phải luôn làm sạch sẽ cái nắp vô xong con mới chế đến mua chú. Chứ đợi mà ở nhà mình nướng lên xong nó như tanh đi vô bát. Rồi, làm 15 con đi. Cái này thì 15 con, này là 2 chồng. Cái này cho chú ăn. Cái này ngon hơn đúng không? Dạ. Cái con mà không mấy, con cũng sợ là cho chú ăn, chú cũng đâu biết đâu đúng không? Đúng rồi. Đây là cũng nhiều phải. 15 con 100k. Nướng mỡ hành luôn. Dạ, nướng vô hộp nha chị. Rồi, nướng tại chỗ luôn các bạn ơi. Ở đây là ăn đầu tư sống luôn nha. Quá wow, lửa đã không? Vui. Chuyển khoản luôn hả? Có mô chuyển khoản luôn hả chị? Dạ có luôn. Còn mạnh dữ ta. Sao dạy cho lẹ đi. Nướng tại chỗ chuyển khoản luôn, khỏi cần tiền mặt. Có sò này sò gì? Sò sữa. Sò sữa hả? À, sò sữa này, sò sữa. Giống như sữa vậy. Ở đây 15 con. 15 con 100k. Có hai chị đang ăn gì ấy? Hai chị sẽ đi salon. Bây giờ đem đi salon vô mấy chân tay. Làm tại chỗ luôn nè các bạn. Chị chủ thỏ lấy cái hộp, lấy con ấy lấy đi chị, lấy đi để gì mà kệ, lấy sao cái gì rồi thôi, gì mày lấy đi được, lấy đại chị ơi, lấy đại không mày lấy cái này đi. Ai ăn đâu, uống nước mà lấy giờ sáu chai nước ngọt rồi đó, uống gì uống gì đó hả, uống giờ uống nước trắng bớt đi không bà đâu, bà nói bằng miệng bự. Ê đòn phải chăm heo á thôi. Tinh tôi tiện uống mấy cái tinh cái đồ. Thì uống thủy tinh mà. Thủy tinh nữa, thủy tinh. Điển Đòi Dương. À, anh nắng chiếu chiếu ngựa đẹp không? Ra tắm bờ bơi đi.
được. Đi ra tao mà ơi. Ok mình tao mà ơi đi hẹn tới 6:30 luôn mà đúng không? Giờ mới 5 giờ mà. Tắm mà ơi xong lên tắm cái kia là tàu kia la luôn. Tắm cho nó tắm nửa tiếng cũng được. Bắt đầu đói bụng. Giờ biển sống quá, không tắm hồ, tắm biển được, giờ tắm hồ ơi. Còn vớt giác được cái hồ bơi. Sáng mai mình sẽ ra biển cho lại.